cái lan ý. Đây là mấy cái khay để mình ươm hạt giống á. Cái khay này là 36 cái mà. 36 cái thì nó chừng 5 đồng mấy, 5 đồng 97. Mùa hè về mọi người trồng cây nhiều. Cái này mình về mình đổ nước ấm vô. Đổ nước ấm vô cái mấy cái cục này nó nở ra nè. Xong mình cho hạt giống vô mấy cái lỗ này. Rồi mình có cái nắp này, mình đậy nó lại, cái nắp đi, cái nắp này. Mình đậy nó lại chừng 3 ngày là mấy hạt giống nó nảy mầm liền. Gái đang làm vườn. Đã làm sạch một khu vườn, khu đất. Đóng cỏ con gái đang làm vườn trồng cây. Đây là những cái cây hạt giống mình đã ươm rồi. Mai mình có lô đất còn ít đất nữa thì ông xã mình đổ đất thì mình sẽ trồng vô. Nó rau muống nè. Tôi muốn là mấy cái cây dài dài nè. Cây đậu bà, đậu cô ve nè. Bên đây là cây đậu bắp nè. Còn mấy cây này như cây đậu đèn đỏ nè. Mấy cây này như là cây cúng quế. Nó nhiều loại lắm. Mình mua một bát nó là 10 thứ. Mình gieo hết nên đêm nay mình cũng... Mai mốt cái này giống giống nhau thì mình trồng vô một khu thôi. Mình cũng chẳng nhớ cái cây nào là cái nào. Rồi nhà mình đã trồng rau ha. Đây là rau cải xanh.
Và đây là cây rau mùng tơi đây. Chắc khoảng tuần hơn tuần nữa là nhà mình có rau mùng tơi ăn rồi. Bên kia là cây cần đước. Đây mình cũng bắt cây ổi đây. Còn đây là cây sả. Còn cái này là cây artiso nè. Cây cà chua nè. Và bên đây là một số cây mình đã gieo mầm nè, cây cây đau đèn đỏ nè. Đây cây đau đèn đỏ nè. Cây này là cây cây gì cũng quên rồi, gieo nhiều không nhá. Còn bên đây là cái cây cải cải thìa. Cây này là cây bào. Nhiều thứ cây lắm. Mai mình sẽ còn ô đất kia mình sẽ trồng thêm. Trồng cây. Nó không có rộng lớn dữ vậy đâu. Đây vườn rau nhà mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video kế tiếp. Cây đau đèn nè các bạn, nhìn dễ thương chưa? Bye bye.